Em xin chào tất cả anh chị em buổi tối. Tối hôm nay là lên toàn áo mồi số 5 áo khoác giá rẻ nha. Anh em nào có nhu cầu thì chịu khó theo dõi giùm em. Với lại đây là live, tức là em báo cáo ngày mai. Ngày mai em có công việc cho nên nghỉ. Buổi sáng em lên có một hai cái đồ thôi. Còn buổi tối em bắt đầu làm việc lại. Trưa nghỉ nha anh em. Trưa mai nghỉ, tối bắt đầu làm việc lại ha. Rồi, tiếp tục công việc là một con mồi số 5 dây kéo đồng. Con này là vai của nó là 54, tức là size medium dài áo 79. Thân đồng cổ đồng ở trên cổ là có mũi nha anh em. Ở đây là cổ đuôi cá này. Trên này nó bị rớt mất cái tem rồi. Tem trên và tem dưới là mất rồi ha. Samirum mà hai tem này là đời đầu, con này là phải dòng đời 72-73. Ở đây là nó bị dính một chút sơn này, còn cái line này nó bị nổ rồi. Nổ nha. Tại sao em nói đời 72-73 đời đầu của dây kéo đồng anh em? Thường đời đầu là nó hai cái tem này. Hai tem ha. Còn sau này bắt đầu nó chuyển nhập lại thành một tem và tem dài. Đúng không? Ở đây chất vải xước ngang rất là đẹp, ở túi nó bị móc lỗ một cái lỗ nhỏ này. Và cái line này là nó lên line bằng tay về, anh em đạp bằng máy lại cho nó đẹp giùm em đấy. 800.000 mã 50. Em sẽ đo lại cái vai để vai medium, vai 53-54. Dài áo 80, tức là con này là 80 đến 70 đến 80 kg nha anh em. 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74, bị dơ, bị lủng đây này. Lủng một lỗ nhỏ siêu siêu thôi. 70 đến 80 kg. Cao 1m7 đến 1m74 là vừa con này. Đằng sau này đều con này màu hanh. Màu hanh nha. Ở đây bị dơ một chút này. Em nhìn thấy dơ đây mà. Dơ một chút nha. Rồi qua đây một bên này đều hết. Có vết in nút thôi, đều nha anh em. 70 đến 80 kg, em đọc đi đọc lại để ai vừa số ký này mình mới chốt được nha. Cao 1m7 đến 1m74. Màu hành. Rồi. Con này được 85% chốt giùm em, 800.000 mã 50. Thực ra nó đều và mới lắm, nhưng mà nếu như thế này là 93 này. Nhưng mà ở đây em thấy nó bị móc một lỗ, cái là mình tụt xuống 85 nhé. Ai ưng thì chốt giùm em 800.000. Cái cặp dây kéo là em chưa review phải không ta? Đây, cái đầu vào này. Đầu ra dây kéo vẫn còn ngon lành anh em. Dây khóa này vẫn còn ngon lành cành đào nhé. Khóa này vẫn còn ngon lành nha. 800.000. Cặp dây kéo là 500.000. Và cả con áo này bán 800.000. Tiếp con M43. M43 thì ai mà sưu tầm M65 mà không đụng, không chơi con M43 này là sai này. Vẫn còn thiếu này. Vai 50 small. Dài áo là 81 small regular. Con này jacket năm 1943. Đây, tem vẫn còn nguyên, tem in, tem dập nha anh em. Đời đầu của thằng M43, con này màu của nó xám xám. Vải còn rất là dày và đẹp. Nếu mà chơi M43, M65 mà thiếu đi một con M đời đầu của thằng M65 là thằng này thì anh em vẫn bị thiếu hàng. Gọi là thiếu của bộ sưu tập. Bộ sưu tập phải có trật tự là đầu tiên là thằng gì rồi mới tới thằng gì vào em. Con này vải rất là dày và đều đẹp luôn. Đều và đẹp luôn. Con này thì đồ mới được 93. À cái kia ba lấy dùng cho cái nẹp á. Lấy ở dưới chỗ cái quần... quần rin ở trong tủ, quần rin màu đen á.
cái áo này được 65 ký bệnh vừa. Y hệt như áo 10 số 5 mà dòng này xài bằng cúc nha. Nút màu nâu mà nút xưa này, nút dẹp nút xưa này. Con này hơi đang còn mới lắm á. Nói chung cái thằng đời đầu của thằng 10 số 5 luôn. Anh em mua những con mà 10 số 5 mà đã nhiều con bị lỗi lũng rồi. Ừ, mà con này vẫn chữ A còn đẹp lừng được lừng. Con này vẫn còn đẹp như vậy là hiếm lắm đấy nha. M43, 543, 43 là chiến tranh, gọi là thế chiến thứ nhất, chiến tranh Triều Tiên hả? Rồi tiếp một con áo Paloxi, con lót đi kèm vai của nó là 51, mùa đông cực kỳ ấm nha. Con này sử dụng được 2 mùa luôn. Dài áo 124. Con này anh em bận là mùa đông thì anh em để cái lót ra, còn để lót vậy luôn, hết mùa đông gỡ lót ra, bận mùa hè. Nó sử dụng liên hoàn luôn. Ở đây ở dưới lai này nó bị hai cái gì chọc vào này. Đó. Con áo này đang đẹp lắm. Đang đẹp lắm nha. Màu xanh rêu. Bên hông tay này cũng rất là đều. Ở sau này cũng đều. Ngay cái bắp vai này thì không có đều. Bắp vai này không có đều. Anh em nhìn cái bắp vai này, có cái vết dơ này. À, vết dơ này như kiểu dạng tồn kho á. Tồn kho hay có cái vết dơ này nhé. Đấy. Ở dưới này nó bị quạc nữa này. Bị quạc này. Đấy, bị quạc một phát. Hai ba phát chứ. Đây đây. Ở đây có một phát nữa này. À. Đây một xước, nói chung ba vết xước nhỏ nhỏ xíu xíu nằm ở dưới lai dưới tai nha em. Rồi. Con này là tương đương với size medium regular. Medium regular là 70-80 kg và cao 1m 70 đến 80 kg. Cao 1m7 trở lên. Đấy, dây chạc đầy đủ hết luôn nha. Dây chạc đầy đủ hết luôn này. Áo này giờ nó bị đang còn đẹp, đẹp phải nói nó đẹp hết cỡ luôn mà nó bị xước một chút thì giờ vẫn cứ phải 85%. Chứ cái áo còn mới tươi nước là em tính bảo là 95. Rồi, chốt giùm em con này giá là 900 ngàn, mã 48, bán rẻ luôn. Cái lót không là được 500 nha anh em. Cái lót trong này không là được 500 ngàn rồi nhé. Ai may mắn chốt được con này thì ai vừa mới được chốt chứ đâu phải là ai thích chốt là chốt đâu, đúng không? Mà nhiều khi anh em thích chưa chắc là anh em đã chốt được. Bởi vì nhanh tay mới chốt được. Rồi tiếp con này là dây keo đồng, thân đồng cổ đồng nhưng mà báo cáo màu xấu. Em nhìn thấy không ạ? Nè con áo, trên con áo em cầm đây mà chỗ đỏ thì chỗ xanh. À ống tay cũng vậy này, chỗ đỏ chỗ xanh, cái chất vải con này xấu. Chất vải con này không có đẹp. Vai 60 nhưng mà áo đang mới lắm nha. Vai 60 dài 82. Con này là của dân dùng Mỹ. À con này là thương mại. Con này gọi là NATO. Con này gọi là NATO. Cứ đóng đúng nghĩa của nó là thằng NATO. Chuẩn 58X mới có lòng này nha em. Ở đây nó bị dơ này, hai chấm dơ. Màu không có đều nha, áo đang mới lắm mà màu chỗ đậm, chỗ nhạt. Tức là xanh này, đỏ không đều. Kể cả cái bắp tay mà anh em nhìn thấy không ạ? Chỗ này xanh, chỗ này đậm, đỏ. Xanh, đỏ nha. NATO có ai chưa biết NATO mà. Nói về NATO nó có nhiều cái đặc điểm đặc trưng lắm. Nhưng mà anh em nào mà
chiến tranh năm 75 thường được bệnh những dòng NATO này, này thường rất hay là hay bệnh của dòng NATO này được bệnh á. Ở đây nó bị dơ này. Dây kéo là sẽ có view ngon lành nha. Sau cái dây kéo này có chữ USA này. Và đầu vào đầu ra ngon lành ha. Con này size X large regular, không có đời nhé. Nói về NATO là không có đời đâu. X large là 90kg, vai 60, dài áo là 82, regular. Con này là 90-100kg và cao 1m7-1m74. Áo thì đang mới lắm, nhưng mà màu không có đều. Em bận đây anh em nhìn thấy như kiểu nó bóng bóng, đỏ đỏ, hanh hanh. Như kiểu anh em đi ra nắng làm nhiều quá, lưng mình phơi ngoài trời nắng nó đỏ lên. Cái phần nào mà mặt trên lưng của mình thì bị tắp lửa nhiều, còn ở dưới là nó không có đỏ. Nó là vậy đó. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em này. Đang thừa lưa 93%, chưa có bị quát, chưa có bị gì hết. Thâm tề vết in nút vẫn chưa có luôn này. 900.000 mã 40. 900.000 mã 40. Tiếp một con M651 xanh lưu của hãng True Spec, xanh lè. Xanh đẹp không thể tả được, chất liệu của nó đẹp quá. Của hãng True Spec. Xanh lè luôn, ở trên cặp vai của nó là đúng ra nó có hai cái cặp này mà nó bị rớt mất bên còn bên nữa. Xanh chuẩn ô liu đẹp tuyệt đỉnh luôn. Vai 73. Dài áo là 100 à, dài là 87. Anh em nào cao trên 1m74. Càng cao càng tốt nha. Nhưng số ký con này là 120 trở lên. 120 ký trở lên. 110 và 120 thì quá tuyệt đỉnh luôn. Con này đẹp không thể tả được, kể cả chất vải cho tới. Con này là hàng của cấp phát luôn á. Nhưng mà nó lại của hãng True Spec thì hơi bị đỉnh nha. Made in China. Tức là con này lại cấp phát lính hãng True Spec này sản xuất cho China. Tem này thì tem của Mỹ, nhưng mà ở dưới này có Made in China này. Con này là em không có khẳng định được, nhưng mà thằng hãng True Spec này là chuyên sản xuất cho Mỹ, cho lính Mỹ không nha. Mà nó không có sản xuất mấy cái dạng quần què đâu. Còn thằng này liên doanh hay không thì em không biết này. Mà tem này là tem của Mỹ. Cái chất vải và quần áo thì chất vải rất là khôn, đẹp. Không thể chê vào đâu được hết. Mới kem. Con này là mới 96-98% luôn. Và dòng này lại đời sau này, cho nên năm 2000 trở lại đây. Không có vê tay. Rồi thân đồng cổ đồng, ai ưng con này vừa đẹp chốt. Trời ơi nó đẹp hết cỡ luôn. Cho dù mà số ký không có vừa, anh em có chiều cao cỡ tầm 1m8 trở lên, nó cũng làm con áo luốt theo người của mình luôn. Chứ không có nhất thiết là phải bành vừa bề ngang nha em. Nó nuốt đẹp lắm. 1 triệu mã 44. Con này là non, cái vải của nó rũ, chứ nó mềm, chứ nó không có đơ. Nếu mà đơ là anh em bận con áo này thiếu bề ngang. Có chiều dài mà thiếu bề ngang nó phành con áo ra, nhìn nó rộng. Còn mà anh em có chiều cao mà không có bề ngang thì nó vẫn rủ theo người. Tức là con áo nó mềm, nó bám theo người mình, nó đi xuống. Đúng không? Còn mình mà thiếu chiều cao mà bận con áo này nữa thì nó lại dài xuống khỏi tới chân. Rồi, mã 44 1 triệu nha anh em. Con nó đẹp. Từ cái màu của nó đúng chuẩn màu lưu luôn. Tiếp một con này là Philot tàu hàm của lính Mỹ mùa đông, hàng chuẩn cấp phát nha. Vai của nó là 60 và dài áo của nó là 68. 67-68 thì anh em tuyệt đối bẩn từ 1m7 trở lên. Có ai mà không có tự tin nữa thì không tự tin trên 1m7 nữa thì chơi dưới 1m7. Con này nó đào qua sử dụng cho nên lông lá nó đổ rồi nha em.
con này size lắc. Mùa đông ở đây nó có gỡ một cái tem này, gỡ một cái tem thì có vết gỡ tem. Đây là thông thường anh em hay dán một cái bằng bằng dù. Áo này vừa chống kháng lửa nha anh em. Cái thằng mà Philos toàn này chất vải kháng lửa này. Xanh đều. Nhưng mà bo nó bị rách lũng nha. Bo bị rách. Cái chỗ này anh em chỉ cần kêu và đưa kim mấy tay ấy, khâu bằng chỉ díu lại là ok. Bị có chút ép à. Ở đây nữa này. Cái chỗ này không có rách lũng đâu mà nó len nó tùa lại. Nó tùa lại em đưa dao lam cạo là hết à. Con này là size lắc thì 80 kg. Quá mùi hẳn thiệt. Con này 80 đến 90 kg. 90 là người bụng đừng có to nha. Nếu anh em mà bụng quá to là không có được đâu. 90 bụng thon gọn là ok. Chốt giùm em con này 1.4 triệu mã 45. Mới là 3.8 triệu, 3.5 triệu nha anh em. Con này đẹp lắm. Có một cái là bị cái bo một chút thôi. Anh em mà khéo tay dằn bo xong mà mình không có thời gian, mình đạp cái chỗ bo này lại cái này, đạp mạng lại đẹp lắm. 1.4 triệu mã 45. Tiếp con mùa hè của thằng Tàu Hàm nha anh em. Chứ phải cái kia thằng nãy là chất ni lông nha. Chất kháng lửa mà loại vai 54, dài áo 64. 64 thì anh em không tự tin thì bằng dưới 1.7 thôi. Thông thường mà người mà chơi chuẩn, thường xuyên chơi Philos thì 64 này đúng 1.74. 1.74 bẩn được luôn á. Nhưng mà mình không quen thì đừng có chơi nhá. Đùa với lửa về bẩn loài lên là nhìn nó kỳ lắm. Không quen là không bẩn được đâu. Hồi nãy cái áo kia nó gỡ cái tem là tem này này. Con này ở đằng sau này nó dính một chút bột trích tường á, màu trắng. Ở đây nó bị dơ một chút đất nhẹ này. Áo này thì mới lắm. Mà con này sao anh em cứ chê hoài vậy ta. Con nó rách, nó bung chỉ với nét mạng lại chút chúng em chút nha. 42 size lắc. Size lắc là 70-80 kg. Size lắc của thằng mùa hè nó khác với size lắc của thằng mùa đông nha. Đúng rồi, nó khác nhau. 70-80 kg. Size lắc mùa hè size nó nhỏ hơn cái thằng mùa đông một size. Nếu đúng mà size lắc là 80-90 kg của thằng Salad mùa đông. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em nha. Đồ mới đăng rất là cao này. 93-95%. 2 triệu mà 47. 2 triệu mà 47. Mới là 3-4 triệu, 3.9 triệu. 4.9 triệu đấy. Mà 47 nha anh em. Tiếp một con mờ số 5, thân đồng cổ đồng. Thân đồng cổ đồng, bữa nay là bòn mót nha. Có cái nào mình xào cái đó chứ hàng bữa nay không có. Nếu như trong này giờ tới Tết mà hàng có về kịp thì có thì mình lại chơi đồ tiếp. Còn không có là có cái nào xào cái đó anh em ha. Khóa 2 số 7, cái đầu đít vào anh em dòm này. Nó tuy nó tưa nhưng mà vẫn ngon lành cành đào nha. Ngon lành nghe, để em cài coi thử nó ăn có ăn ngon không à. Đấy, ngon ha. Êm. Ở trong này là vải buffalin nhưng mà nó có bị móc lũng hai ba lỗ nhỏ nhỏ này. Thông thường đồ cũ thì nó sẽ có phát sinh nhiều cái lỗ nhỏ nhỏ. Anh em mà muốn mua là đầu tiên phải chuẩn bị tâm lý mình sẽ có một vài lỗ phát sinh nhá. Chắc chắn là mắt em thì nhìn nhưng mà nhìn chứ không bao giờ nhìn kỹ hết được đâu. Nó có nhiều cái lỗ nhỏ nhỏ mình không phát hiện ra được. Rồi ok. Tem trên mất tiêu này. Cái tem hồi nãy em nói với anh em là cái con mà đời đầu mà 572 á, là nó tem trên này một tem nó nằm còn nữa. Tem trên tem dưới như giờ nó hai tem nhập một. Đời sau của 572, 73 thì nó lại nhập tem lại là nó có một đường ngắn ngang và tem dài ha.
Con này là màu rêu luôn. Ở đây nó bị hai chấm dơ màu trắng trắng này. Hai chấm dơ màu trắng trắng, 900.000 mã 46. Có ghép gấp. Con ghép gấp. Ống tay thì đều. Sau cũng đều luôn. Ống tay bên này nghe có vẻ có bị dơ này anh em. Ở đây nó bị dơ này. Ha, bị dơ ha. Anh em nhìn thấy không? Có hai chấm dơ này. Bên này cũng bị dơ này. Đấy. Bên này có dơ một chút nhẹ. Dơ này như kiểu mồ hôi muối. À, rồi hết em đo vai về chiều dài nhé. Vai là 56. 56 là size lát rồi. Dài áo 80 lát rêu lơ. Rồi con này là 7. Con này là 8 đến 90 kg. 80 đến 90 kg. Cao 1m7 đến 1m74. Lát rêu lơ. Ai ưng con này màu này màu rêu nhá. Chốt giùm em con này đâu rồi? 900.000 mã 46. 900.000 mã 46, cái màu xanh không á, một màu ô liu không là nó gồm rất là nhiều màu anh em ạ. Một cái màu ô liu mà nó tụt phần trăm đi là nó đẩy sang một cái màu khác rồi. Chứ đừng có nói là nó nguyên một thủy một màu ha. Con này giờ sale luôn này. Con này anh em biết không? Con này là tổng cộng của nó là 1.2 triệu. À 1.5 triệu chứ. 1.5 triệu. Mà bây giờ em mà phải bán cho anh em là giá có 800.000 mã 43 này. Cái này là loài đời lời đòi luôn á. Cái con này là nó áo chính gốc của nó là anh của thằng Varese. Cái lót của nó đang còn liền và nó lửng mây trần luôn. Mùa đông cực kỳ ấm, con này ấm cực kỳ luôn. Nó ngắn, nó không dài như Varese mà nó ngắn như màu 65 á. Vai là 44-45. Dài áo là 83. Ở ngoài này bằng chất vải thôi. Em không khẳng định cái chất vải này. Vải này em tính bảo là nó là của Bublin. Nó cũng gần giống như Bublin nhưng mà mình không có đổ nước không biết được. Rồi con này là cũng màu rêu. Đều màu hết anh em. Mà con này dày cực kỳ ấm luôn. Trời mà âm độ gì cút con này là thôi phê luôn á. Rất là ấm nha. Con này lại hàng độc hơn nữa. Nếu mà người mà biết sưu tầm thì con này lại là con đời đầu của thằng Varese. Thằng Varese nó chỉ vào năm 50. Con này là phải từ năm 40 mấy. 40 mấy nó đã ra đời rồi. Rồi con này là 75 đến 85 kg, 75, 70, 80 cũng được. Chốt cho em con này giá có 800.000 thôi, bán rẻ con này luôn nhé, mã 43. Con này hơi bị đẹp, độc nhưng mà lại chưa, hình như anh em chưa biết giá trị sưu tầm của đồ. Cho nên anh em còn để shop những con áo nó quý giá mà mình không hay biết. Thật ra em nói thiệt con này nó quý lắm thôi. Nhưng mà mình không có để ý hoặc là mình chưa có phát hiện ra thì mình để nó. Tiếp một con Philot tàu hàng. Cái hồi nãy em kêu nó gỡ ra thì nó là cái này. Con này mùa đông anh em. Lông hơi đổ một chút nữa mẹ đổ. Vai của nó là 60. Con thấy mẹ đang like à. Dài áo là 68-68 thì thừa lươi anh em, tự tin trên 1m7 phải không ạ? Trên 1m7, 68. Nhưng mà ai mà không có tự tin thì dưới 1m7 ha. Rồi, trên này xuống đều màu còn mới và đẹp luôn này. Màu còn đều. Không biết có lỗi gì không biết nữa. Con này có lỗi gì không thì chưa biết nha. Tao cứ review cho chắc ăn.
Rồi con này đều và đẹp, nhưng em chỉ khóa sẽ có view và si đồng đen này. Đấy, ngon lành. Có cái lông này nó đổ thì con này Salad Real X-Plus. Cái lông này này mình sử dụng nhiều, mình bẩn nhiều lần nó sẽ bị đổ lông này này. Mà lông này anh em có thể phứt đi được, nếu anh em thích làm cho nó đẹp lên. Phứt đi, phứt là nó ra ha. Đấy, cái đồ mình bẩn nó ma sát chặt đi chặt lại. Con này là 8 đến 90 kg, mùa đông cực kỳ ấm luôn. Đẹp mà ngầu, anh em bẩn với con này rất là ngầu. Nhưng mà đặc biệt mà con này mà cao một đúng của lính thì 1m8 vẫn ok nha. Nhưng mà người ta bẩn được chứ mình không bẩn được. Người Việt Nam, người Việt Nam mình không có bẩn được. Thật ra em chưa thấy ai tự tin mà bẩn được. Nhưng mà mình bẩn dưới một mét, trên 1m7 là được. 1m7 là 1m7 mấy thì tùy anh em thôi. Rồi con này là 8 đến 90 kg. Chốt giùm em 2 chiều mà 42. Mình giờ bẩn mới tới cặp lưng mà đã kêu trời kêu đất rồi thì. Mà bên Mỹ nó bẩn những con này anh em biết sao không? Sao nó bẩn được không? Anh em bẩn những con này cũng theo người ta bẩn nha. Người ta bẩn một bộ áo liền quần của thằng không quân á, uniform của không quân á. Xong rồi nó quất một con áo phi lốp ngoài này, dù nó có tuột lên tới trên này nó cũng chả có lòi thịt cái gì hết. Lính nó sử dụng như vậy đó. Rồi nó bẩn như mấy đồ bộ binh. Giờ có đóng thùng rồi nó ngắn ở trên này cũng không có sao. Nhưng mình bẩn mà nó lòi cái lưng mình bẩn là lại chơi ống quần này chắc với áo kia ở trong là áo thun, ngoài là áo một cái áo phi lốp. Thì mình mới lên cái lòi cái cặp lưng này là mình dơ hỏng lên cái là nói rồi. Con áo này là ai mà dám bẩn ra ngoài. Thì mình nó khác người ta chút như vậy. Rồi tiếp một con M65 cuối cùng của line này là dây kéo nhôm, nhưng mà nó bị thay khóa, thay dây kéo mất rồi. Con này là size medium regular. Medium regular đời. Con này không có đời hết rồi. Con này không có đời. Dây kéo nhôm có mũ hẳn hoi nha. Khóa thì khóa vuông. Em đo vai medium là 70-80 kg. Vai là 53. Dài áo 80. Cao 1m7. 1m7 trở lên. Con này là màu cổ. Cái nút của nó bị reset. Đồng nó hơi màu xanh xanh chút này. Đấy, bên này đều nha. 800.000 mà 41. Dây khóa là nó thay khóa rồi mà cũng không có sử dụng được anh em. Mình xài bằng cúc nha. Nhưng mà gân vải này rất là đẹp này. Cái gân vải này rất là đẹp. Anh em nhìn cái gân vải này. Nhưng mà em bao con này là hàng chuẩn cấp pháp. Nhưng đặc biệt dây keo nhôm lại không có đồng. Con này em chịu. Từ qua chất vải thì với qua nút và qua công thức may và tất tật tật của nó thì em khẳng định nó là hàng cấp pháp. Nhưng nhìn qua cái tem, kể cả tem cũng là tem cấp pháp. Nhưng đặc biệt em chưa tìm hiểu ra được nguyên nhân tại sao lại lọt một con không có đời. Không có đời nhá. Rồi bên này ở đây nó bị dơ một chút này. Hàng nút nha anh em. Hàng nút là reset nha. Nhưng mà vẫn xài vô tư hết. Vẫn reset, vẫn bấm cài khúc bình thường. 70-80 kg và cao 1m7-1m74. Đó anh em, về một là thay dây khóa, hai là không là cài cúc bấm như vậy này. Rồi con này là 90-93%, ngoài trừ nó bị thay dây khóa hoặc là mua bộ dây khóa khác ráp vào, bán 800.000 mã 42. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em sáng mai em lên
lên hai cái, chỉ có hai cái thôi. Và để video cả ngày anh em xem, trưa em nghỉ và tối em lên nhé. Tối thì tiếp tục hành trình của mình. Rồi, để bây giờ em cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon. Em chào nhé.